Seri Kamen Rider đã trải qua rất nhiều thời kỳ cũng như tạo hình về Rider. Họ là những chiến binh được ban tặng cho một bộ chiến giáp cùng với chiếc xe thương hiệu của họ. Rất nhiều trong số đó sử dụng nguồn sức mạnh khi ảo ban tặng cho họ một chiếc thắt lưng. Và nhờ chiếc thắt lưng này họ đã có những sức mạnh để chiến đấu chống lại cái ác. Nhưng trong số rất nhiều Rider đó vẫn có những người sử dụng sức mạnh từ công nghệ chứ không phải từ nguồn sức mạnh thần thánh nào đó. Nổi bật trong thời đại Reiwa là Series Zero One. Trước đó, thời đại mở đầu mới của Kamen Rider, thời đại Heisei, chúng ta có Kamen Rider Fight, một trong những series hiếm hoi sử dụng những chiếc thắt lưng do chính con người tạo ra, luôn phải đem theo một chiếc vali nhằm bỏ chiếc thắt lưng và những vũ khí hỗ trợ của nó, chứ không hề có một sức mạnh thần thánh nào tạo ra một chiếc thắt lưng từ hư vô, đem lại cảm giác công nghệ cũng như hết sức thực tế.